Hello, chào các bạn nhé. Ngày hôm qua mình về nhiều hàng Android lắm, nhưng mà anh em hôm nay cũng chốt quá trời rồi, cho nên là cũng còn không có bao nhiêu đâu, vài đời thôi. Bây giờ mình tiếp tục mình review báo giá để mọi người chốt tiếp nhé. Ở đây thì hôm nay còn duy nhất một cái XS màu gold 256GB thôi. Cái này là máy zin full, đầy đủ mọi chức năng, và con này tình trạng pin là 8X, cho nên là bán 6 triệu 2 thôi. Anh em nào thay pin thì mình sẽ thay và sẽ tính lên là 6 triệu rưỡi. Đây là dòng XS màn hình nhỏ 5,8 inch và hàng chính hãng của nhà táo sản xuất. Cam kết là hàng nguyên zin chuẩn quốc tế. Bộ nhớ nhiều 256 màu vàng đẹp 99%. Bảo hành 6 tháng, giá máy không, chưa tặng kèm phụ kiện, đó là 6 triệu 2. Và nếu ai thay pin thì sẽ là 6 triệu rưỡi các bạn nhé. Vì con này pin nó chỉ còn 84-85% thôi. Anh em muốn xài cũng được. Mình đã test thấy xài còn ok. Còn anh em nào kỹ tính muốn thay luôn để sau này tránh cái việc xa xôi khó thay thì cũng có thể thay luôn. Thay xong thì mình tính là 6 triệu rưỡi nha. Ở Di động Nhật Nam là như vậy. Thay pin là sẽ tính thêm tiền. Đó, còn về XS Max 512GB thì hôm nay là còn đúng một cái màu gold. Đấy, còn đúng một cái màu gold. Và đây là cái phiên bản bộ nhớ nó nhiều khủng khiếp luôn. Tới 512GB thì thật sự là các bạn muốn lưu cái gì thì lưu thoải mái luôn nhá. Tuyệt vời ông mặt trời. Và cái dòng XS Max cho đến thời điểm này xài thì nó cũng vẫn là ngon, chất, chuẩn, ok. Vì nó là cái dòng màn hình to 6,5, rất là mượt. Và camera cũng còn khá là đẹp. Pin thì lại trâu, máy thì lại chuẩn. Và với cái việc màu vàng, xong lại bộ nhớ nhiều thế này, thì giá của nó là 9 triệu mốt. Cũng là một cái mức giá mình thấy là ok, chuẩn, không có đắt đâu các bạn nhé. Vì máy là rất đẹp và chế độ bảo hành bên mình thì lại rất ok, bảo hành tới 6 tháng và lỗi là đổi không sửa chữa. Rồi tiếp theo thì mình có 12 Pro. 12 Pro này thì mình còn một cái duy nhất màu xám đen thôi. Và cái sản phẩm này là màn hình của nó là 6,1 inch. Nó chuẩn chỉ ok, ngon lành và bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. Con này là máy chuẩn zin quốc tế cho bạn luôn, một con duy nhất. Và giá mình bán là 12 triệu thì mình thấy cũng là một cái mức giá hợp lý để các bạn mua rồi. Con này thì ngoại hình đẹp 99, ok, cam kết là hàng quốc tế. Và bên mình bán là máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship. Sẽ là 12 triệu các bạn ạ. 12 triệu các bạn nhé. Tiếp theo thì mình có một con Redmi. Con này là con Redmi Note 12. Con này là hàng khá mới và là phiên bản cao cấp nhất của cái Redmi Note 12 này. Nó sẽ là cái phiên bản cao nhất, đó là 8GB và bộ nhớ là 128. Màn hình to tới 6,7. Pin trâu, máy chất và cam kết hàng chính hãng. Nói chung là hàng siêu lướt nên chẳng khác gì là hàng mới. Các bạn mua những sản phẩm như thế này thì nó rất bền và tiết kiệm hơn các bạn đập hộp rất là nhiều. Hơn thế nữa, ở Di động Nhật Nam tự hào vì cái chất lượng cũng như là vì cái chế độ bảo hành 6 tháng lỗi là đổi không sửa chữa. Rất là yên tâm cho khách hàng mua sử dụng lâu lâu dài. Thì cái sản phẩm Redmi Note 12 này mình sẽ bán cho các bạn là 3 triệu 9. Các bạn hãy lưu ý rằng đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng này các bạn nhé. Còn tiếp theo nữa là có con Oppo Reno 10 5G. Máy mới đâu đó cũng vào khoảng là 11 triệu mà hiện tại mới sản xuất có 2-3 tháng nay thì chẳng kịp cũ đâu. Chẳng có ai mới đẻ đã già các bạn nhé. Cho nên là chúng ta phải biết thì mới sản xuất thì không thể nào cũ được và chẳng thể nào xấu được đâu. Và cái quan trọng là mới sản xuất 2-3 tháng thì nó phải còn bảo hành của hãng cũng ít nhất là 9-10 tháng chứ không có đùa. Và hơn thế nữa, chế độ bảo hành ở Nhật Nam là chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay trên thị trường máy cũ. Đối với sản phẩm siêu lướt này, Reno 10 5G, camera cực khủng và máy thì cực chất. Các bạn thấy này, nó gần bằng cái quả trứng của mấy cái con gà tre các bạn nhé. Cái mắt camera chính của nó này, thấy kinh khủng khiếp chưa? Công nghệ nó càng ngày nó càng cao. Màn hình thì nó được trang bị màn hình cong, là một trong những loại màn hình có thể nói là làm đau túi người dùng nhất nếu như lỡ làm hư. Đấy. Còn không làm hư, xài giữ gìn thì chả sao cả. Nói chung là của bền tại người các bạn nhé. Xài mà cứ quăng quật làm rơi thì nó cũng nhanh hỏng lắm. Chứ còn nếu mà nâng niu cưng như cưng trứng và hứng như hứng hoa ấy, thì xài 4-5 năm cũng chả hỏng đâu. Và con Reno 10 5G màu xanh đa sắc, tươi xanh như nồi canh này. Máy rất mới, máy trần không phụ kiện. Mình sẽ bán cho các bạn với giá 7 triệu rưỡi. Các bạn sẽ tiết kiệm hơn được so với đập hộp khoảng hơn 3 triệu. Như vậy rất là ok các bạn nhé. Tiếp theo thì về cái sản phẩm
SE 2020. SE này thì là phiên bản giống như iPhone 8, nên chúng ta cũng có thể gọi vui là iPhone 8 SE hay là gọi là SE 2020 đi. Đấy. Con này thì màn hình là 4.7, máy chuẩn chỉ ok và mình ở đây chỉ còn cái bộ nhớ là 128GB màu đen các bạn nhé. Giá mình bán ngày hôm nay nó sẽ là 4 triệu, và đây là một con máy zin quốc tế chuẩn chỉ ok, màn hình 4.7, lưng kính rất đẹp. Thì nó khác iPhone 8 ở cái chỗ là nó sử dụng được cả eSIM rồi cả SIM vật lý cho các bạn thoải mái dùng nhiều SIM. Và cái trái táo nó thiết kế nó nằm ở giữa rất là đối xứng, đẹp, chuẩn ok, nhìn là biết ngay. Và hơn thế nữa, con chip của dòng SE 2020 thì nó mạnh khủng khiếp. Nó mạnh hơn iPhone 8 rất rất nhiều. Nó mạnh ngang ngửa với dòng iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Và giá 4 triệu là một con máy các bạn có thể mua để xài máy phụ 2 SIM ngon lành và sưu tầm. Ok, nói chung máy của mình thì là máy zin đẹp, bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây có một con 11 Pro Max đây. Và 11 Pro Max này thì là phiên bản 64GB màu gold, mình còn duy nhất một con. Tình trạng là 64GB pin 100%, tức là pin thanh mới sẵn cho các bạn pin trâu rồi. Ok, để các bạn xài bền lâu luôn nhé. Và giá bán là 11 triệu. Màn hình 6.5 inch, máy chuẩn zin quốc tế ngon lành cành đào, sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng. Và đây là một cái sản phẩm có thể nói là cực trâu, nồi đồng cối đá. Thậm chí lại còn 3 mắt nữa, xài rất là sướng. Và màn hình thì lại to, pin thì lại chất. Nói chung là cực kỳ chất lượng, bảo hành dài lâu 6 tháng để các bạn yên tâm sử dụng nhé. Giá là 11 triệu. Tiếp theo ở đây thì Nhật Nam vẫn còn những cái sản phẩm 13 Pro. Cái dòng sản phẩm màn hình thì cũng tầm trung 6.1 inch thôi, nhưng mà camera thì cực kỳ là hoành tráng, pin thì rất là trâu. Và hơn thế nữa, cái đợt hàng này là đợt hàng siêu chất, mình thanh lý tồn kho bên Nhật về, cho nên là máy nó nguyên mới 100% cho các bạn luôn. Và pin của nó cũng 100%. Dĩ nhiên là phải là zin, bởi vì đã nói là tồn kho nguyên mới. Và pin thì mới sạc có một lần hai lần thì chắc chắn là phải mới rồi. Và máy thì nói thật thì chỉ có dấu vân tay của mình cầm lên đây thôi, chứ ngoài ra là nó đẹp long lanh không tì vết. Và mình bán thì cũng là bán theo giá thanh lý cho các bạn là 17.500.000. Đây là phiên bản 128GB chuẩn zin quốc tế, rất là ngon lành cành đào. Ok, và mua về chỉ việc gắn SIM vào là xài thôi các bạn nhé. Rồi tiếp theo nữa thì có phiên bản là màu xanh nữa cho các bạn lựa chọn, và cũng là 13 Pro, cũng là hàng tồn kho thanh lý nguyên mới, pin sạc 1-2 lần. Máy trần không phụ kiện mà chẳng bao ship, giá là 17.500.000. Phiên bản quốc tế zin chất 128GB các bạn nhé. Nói chung là thoải mái xài. Ok, và bảo hành 6 tháng ở Nhật Nam thì là một chế độ bảo hành khá là tốt. Và giá là 17.500.000. Máy trần không phụ kiện, không bao ship các bạn ạ. Rồi tiếp theo thì chúng ta có một con Poco X3 NFC, và con này là phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB, màn hình cực to. Màn hình cực to 6.6 inch, pin cực trâu hơn 5.000 và chip 8 nhân ok ngon lành. Thì con này mình sẽ có hai máy là hai phiên bản khác nhau. Một là phiên bản 64GB, mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.900.000, và một cái nữa là phiên bản 128GB cũng như thế này, mình sẽ bán cho các bạn là 3.100.000. Ok, cũng là máy trần không tặng phụ kiện và không bao ship. Tiếp theo là cái dòng sản phẩm mà đang có nhiều nhất, đó là cái dòng sản phẩm Oppo A57. Phiên bản đều là 128GB và mình sẽ có đủ cho các bạn là 3 màu. Như vậy là chúng ta sẽ có màu vàng, màu xanh ngọc và màu đen. Thì đây, sản phẩm này nồi đồng cối đá mới sản xuất gần nên rất là ngon về chất lượng. Vì là chưa kịp cũ là thứ nhất, thứ hai là bộ nhớ cũng nhiều, 128, form máy đẹp, camera đẹp, pin trâu 5.000. Nói chung cực kỳ chuẩn chỉ và là hàng chính hãng của Oppo. Với phiên bản cao cấp 128GB thì Nhật Nam sẽ bán cho các bạn với cái giá là 3 triệu một máy các bạn nhé. Và nó có tên gọi là Oppo A57. Sản phẩm này là sản phẩm nguyên zin chính hãng, bảo hành cho các bạn tới 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Quá là yên tâm nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình hiện tại thì mình vẫn còn những cái sản phẩm rẻ tiền như là Samsung Galaxy A12, thanh lý tri ân khách hàng với giá 2.3 triệu. Con này ngoại hình đẹp khoảng 98-99%, hàng chuẩn zin chính hãng của Samsung. RAM là 4GB, bộ nhớ là 128GB, cực kỳ là chuẩn chỉ ok và ngon lành cành đào. Cam kết là hàng nguyên zin chính hãng, màn hình to, pin trâu, máy chất. Giá bán thì cũng rất là rẻ, có 2.3 triệu thì mua để sử dụng bền lâu là hợp lý.
Tiếp theo là một máy nữa, đó là con Redmi Note 11. Con này thì bình thường đắt lắm, khoảng xấp xỉ 3 triệu. Nhưng ở đây thì lưng sau nó hơi xấu do là dùng không kỹ. Tuy nhiên này các bạn thấy này, màn hình nó đẹp leng keng xà beng chuẩn chỉ ok. Viền cạnh cũng vậy, do mỗi cái lưng này khả năng là không giữ gìn nên trà xuống đâu đó. À, ok. Và cái giá bán của con Redmi Note 11 này mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá cực rẻ, chỉ có 2 triệu tư thôi. 2 triệu 400 nghìn. Rồi tiếp theo ở đây thì tri ân thêm cho các bạn thêm một cặp máy, đó là cặp Tab A7 Lite. Con này là màn hình 8,8 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, khá mượt, mới sản xuất gần nên khá mới và thuận tiện cho việc đọc báo, nghe nhạc, xem phim, học tập, chơi game nhẹ thôi nha, chứ cấu hình này không chơi được game khủng đâu. Và giá bán thì thanh lý cho các bạn để tạo điều kiện cho các bạn mua luôn một lúc hai máy sẽ là giá bán là 2 triệu 3 một máy thôi các bạn nhé. Bảo hành một tháng cho các bạn yên tâm sử dụng, lỗi thì vẫn đổi cho các bạn. Rồi tiếp theo nữa đây thì mình sẽ có một cái sản phẩm 11 Pro Max 512GB màu trắng. 512GB thì nói thật là lưu trữ cả thế giới không hết, chả bao giờ sợ đầy, rất là ngon. Và 512GB thì là một cái phiên bản cũng rất là hiếm, một phiên bản có thể nói là làm đau túi khách hàng khi sản xuất mới. Nó đắt hơn những phiên bản tiêu chuẩn lên đến hàng chục triệu đồng. Và ngày hôm nay thì máy cũ thì nó không đắt hơn nhiều, máy cũ nó chỉ đắt hơn phiên bản 64 có vài trăm một triệu thôi, cho nên là giá nó chỉ có 12 triệu 300 thôi. Đây là một cơ hội để các bạn sở hữu những con máy có cấu hình khủng khiếp và có bộ nhớ cao ngất ngưởng các bạn nhé. Chế độ bảo hành 6 tháng lỗi đổi không sửa, như vậy quá ngon các bạn ạ. Rồi tiếp theo nữa đây thì mình còn Samsung Galaxy A53, màu xanh tươi xanh như nồi canh, máy đẹp, zin 99%. Và A53 thì dạo này mình bán là 5 triệu 3 một máy. Máy thì mình cam kết xài bao ngon, bao bền, bao trâu, bao chất và cam kết là hàng nguyên zin chính hãng các bạn nhé. Màu xanh tươi xanh như nồi canh, giá thì 5 triệu 3 một máy. Nói chung là ngon lành, chuẩn chỉ ok. Con này thì đã có khách cọc rồi nên là mình sẽ không bán nữa, cọc rồi mà bán thì lại chết đòn. Rồi ok, tiếp theo là đến sản phẩm Samsung Galaxy M51 các bạn ạ. Và cái con M51 này thì chắc là các bạn không xa lạ gì, bởi vì nó sở hữu một quả pin cực kỳ khủng khiếp lên đến 7000. Và màn hình của nó cũng tới 6,7 inch, khá to, ngon, mượt. Chip Mỹ, RAM 8, bộ nhớ 128GB, nói chung chạy ok. Và giá của nó ngày hôm nay là 4 triệu 400 nghìn, tức là 4 triệu 4 đấy các bạn nhé, 4 triệu 4. Rồi ok các bạn, như vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn một số cái sản phẩm vừa là Android và cả iPhone chuẩn zin. Ở Di Động Nhà Nam bán thì không tặng phụ kiện và không bao ship, nhưng mà bao máy ngon, bao các bạn xài ổn định và sẽ bảo hành cho bạn 6 tháng nếu có lỗi, lỗi là đổi. Bạn nào kết cái sản phẩm nào thì vui lòng theo dõi kỹ video clip rồi liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc chốt đơn. Các bạn ở gần huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai các bạn nhé. Cảm ơn vì các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ kênh Di Động Nhà Nam. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.